Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì xe đời sống sẽ mang đến cho các bạn một mẫu xe, phải nói là một trong những chiếc xe thuộc dòng Mini Adventure đầu tiên về Việt Nam. Thì chiếc xe của chúng ta ngày hôm nay đó chính là chiếc Kawasaki Versys X300. Nói mới thì cũng không phải mới, tuy nhiên thì đây là phiên bản 2020 thì Kawasaki họ sẽ tiến hành sơn lại những chi tiết, cũng giống như là trang bị một cái bộ tem mới, nó sẽ có một cái tông màu tối hơn. Kawasaki Versys X300 là một dòng xe Mini Adventure. Tại Việt Nam thì nó sẽ cạnh tranh với những đối thủ khác giống như là chiếc Honda CB500X, một người đồng hương cũng đến từ Nhật Bản, và gần đây nhất là chiếc KTM 390 Adventure X300. Mình sẽ gọi tắt là X300 trong clip này. Kawasaki X300 là chiếc Mini Adventure có mức giá rẻ nhất trong phân khúc Mini Adventure dưới 500cc. Thì chiếc xe này hiện tại đang được TT Moto phân phối với cái mức giá là 145 triệu đồng cho phiên bản City. Đây là phiên bản City nha, sẽ không có những cái option giống như là cái hai cái thùng ở phía sau, rồi khung bảo vệ cho chiếc xe, đèn trợ sáng vân vân. Thì đó sẽ, nó sẽ thuộc về phiên bản Tourer, nó sẽ có giá mắc hơn là 163 triệu đồng. Rất là rẻ so khi mà so với KTM 390 Adventure 175 triệu đồng, hay đặc biệt hơn là chiếc Honda CB500X 187 triệu đồng. Đắt hơn rất là nhiều. Ngay từ những cái ánh nhìn đầu tiên và ngay từ cái cảm quan đầu tiên thì mình nghĩ Versys X300 là một dòng xe Mini Adventure, nó sẽ dành cho những khách hàng đứng tuổi hơn một tí, trung niên hơn một tí. 390 Adventure cũng hay, mình đã có một cái clip đã trải nghiệm rồi và thật sự chiếc xe đó đi rất là sướng nha. Tuy nhiên thì với một cái kiểu dáng thể thao, một cái kiểu dáng hiện đại thì nó sẽ dành cho những cái khách hàng trẻ tuổi hơn, giống như mình chẳng hạn. Còn đối với Versys X300 thì nó lại dành cho đối tượng khách hàng đứng tuổi hơn. Mình có tham gia vào những forum chơi xe Mini Adventure và mình thấy là những khách hàng của X300 thường là những người lớn tuổi hơn và họ đánh giá rất là cao và họ rất là trung thành với chiếc xe của mình, bởi vì cái sự đơn giản, sự tối giản và cái sự dễ sử dụng. Rồi, bây giờ mình sẽ đi một vòng. Trước hết thì cái động cơ này là động cơ chia sẻ chung với dòng xe Ninja 300. Hiện nay thì Kawasaki đã không còn phân phối Ninja 300 nữa và chuyển sang dòng Ninja 400. Thì cái động cơ này là động cơ xi lanh đôi, hai máy, chính xác là 296cc. Thì cái động cơ này nó sẽ cho cái công suất là 39 mã lực tại 11.500 vòng trên phút, và cái mô men xoắn cực đại đạt là 25,7 Nm tại 10.500 vòng trên phút, và đi kèm với đó là hộp số 6 cấp. Những cái con số của Versys X300 thì nó, nếu mà so về thông số kỹ thuật thì nó sẽ không có bằng CB500X bởi vì một cái dung tích máy lớn hơn. Tuy nhiên CB500X là chiếc xe có dung tích máy cao hơn, đồng nghĩa với việc thì cái trọng lượng bản thân của CB500X nó cũng sẽ lớn hơn rất là nhiều so với X300. Mặc dù thì cái động cơ của hai chiếc nó chênh lệch đâu đó vào khoảng từ 5 tới 7 mã lực tùy theo cái đơn vị mà các bạn có thể đo ra, chính xác là 5 mã lực. Rồi, một thông tin rất là quan trọng khi mà chọn mua xe Adventure đó chính là chiều cao yên. Thì X300 nó sở hữu cái chiều cao yên 845mm. Con số này nó sẽ nằm giữa 390 Adventure và CB500X nhé. CB500X là 830mm và 390 Adventure là 855mm. Và bây giờ thì mình sẽ ngồi thử cho các bạn xem. Mình cao khoảng 1m78. Đây là tư thế ngồi của mình ha. Thì nếu một người cao 1m78 như mình có thể chống hết cả bàn chân xuống thì mình nghĩ chiếc xe này nó lại rất là phù hợp với những người cao từ 1m7 là có thể đi thoải mái. Những người mà thấp hơn một tí, khoảng 1m65 đi ha, 1m65 thì vẫn có thể đi được. Nó sẽ hơi với một tí nhưng mà vẫn đi được. Thay vì so với 390 Adventure là một xe rất là cao nha, 855mm. Mình ngồi lên và cảm giác như là mình chống chỉ có nửa bàn thôi. Tiếp theo, đó chính là chúng ta sẽ soi về cái dàn chân trước. Cũng giống như những dòng xe Mini Adventure
trong phân khúc dưới 500cc thì ở phía trước vẫn là đĩa đơn có ABS, và đây là một kẹp phanh của Nissin, kẹp phanh 4 bit của Nissin. Và mình đánh giá kẹp phanh của Nissin đối với Versys X300 là một cái kẹp phanh cho hiệu năng rất là tốt. Ngày hôm nay thì mình đã test khả năng phanh của chiếc xe này và cái hệ thống phanh trước làm việc rất là tốt. Phanh cực kỳ chắc chắn và chiếc xe nó rất là ổn định. Phanh ở phía sau thì mình nghĩ là nó chưa có đạt được cái độ mong muốn của mình, nó hơi bị tuôn. Và tuy nhiên thì đối với những dòng xe cỡ nhỏ như thế này thì việc nâng cấp kẹp phanh thì rất là đơn giản thôi. Trên thị trường hiện nay có rất là nhiều thương hiệu khác nhau, chúng ta có thể thoải mái nâng cấp, giá cỡ nào cũng có. Ở phía trước thì vẫn xài phục ống lồng thôi, 41mm. Phục ống lồng thì nó giống với CB500X. 390 Advent thì xài phục upside down, nó xịn hơn, và 390 nó cũng có giá cao hơn mà. Cái cấu hình mà đã lắp đặt kẹp phanh thì ở đây vẫn xài cái kẹp phanh kiểu ASIO, thì nó lắp sẽ lắp bắt trực tiếp vào thân phụ như thế này, thay vì dạng radio giống như là chiếc 390 Advent ha. Rồi, một điểm mà mình cực kỳ ưng ý đó chính là Kawasaki X300 là một trong những dòng xe mini adventure hiếm hoi sử dụng cái bộ niềng câm như thế này. Niềng câm thì ngoài việc là nó là một chi tiết của chiếc xe thì nó còn đảm nhiệm cái nhiệm vụ đó chính là hỗ trợ nhúng cho chiếc xe. Tuy nhiên, nhược điểm của niềng câm đó chính là chúng ta sẽ cái độ cân bằng khi mà chúng ta đi ở tốc độ cao nó sẽ không bằng niềng đúc đâu. Nhưng mà những cái dòng xe adventure này đâu có ai mà đi tốc độ cao đâu. Mình dám khẳng định điều đó luôn. Xe adventure không phải là để đi tốc độ cao, mà nó sẽ là đi thoải mái trên đường trường, rồi có thể bơi qua, rồi có thể lội qua những cái địa hình khó. X300 nó cũng đã trang bị sẵn cái bộ lớp gai nhẹ nhẹ thôi, giống như chiếc CB500X. Thực ra thì Kawasaki họ xếp X300 vào một cái phân khúc đó là street, có nghĩa là vẫn là một chiếc xe đi trên đường trường, nhưng mà với một cái bộ lốp gai hỗn hợp như thế này thì nó sẽ thêm một xíu về cái tính off-road, đi đường sáu một tí. 390 Adventure là một chiếc xe xài cái lốp gai chuyên dụng để đi địa hình luôn. Ở phía sau thì chúng ta sẽ có một cái cấu hình phuộc monoshock Unitrack. Unitrack là của Kawasaki thì thường các bạn sẽ thấy trên những dòng xe cào cào, những dòng xe rất là nổi tiếng của Kawasaki, thì X300 xài cái cấu hình phuộc như vậy. Một cái điểm mà mình thấy tiếc ở thế hệ ở cái phiên bản 2020 này đó chính là X300 vẫn xài cái hệ thống đèn chiếu sáng và đèn signal là đèn bóng halogen. Đây là một cái điểm mà mình chưa ưng ý lắm, bởi vì 2020 rồi mà tất cả xe bây giờ đều xài LED hết rồi thì không có nghĩa gì mà chúng ta lại xài halogen nữa. Cái bóng halogen thì cái hiệu năng chiếu sáng của nó sẽ không bằng cái bóng LED đâu. Và đây là một trong những cái điểm chi tiết mà mình thấy là nó rất là đơn giản, và Kawasaki thừa sức làm những cái việc mà bố trí những cái đèn LED trên xe của mình. Về phần ghi đông và phần mặt đồng hồ thì lại một cái điểm mà mình muốn nói, đó chính là cái sự đơn giản và cái sự tối giản. Một cái điểm mà rất là nhiều khách hàng trung niên họ thích đó là cái việc sử dụng nó đơn giản á. Và nếu mà các bạn để ý kỹ thì mình nhận xét là cái việc hoàn thiện chất lượng của những cái phím bấm này Kawasaki làm rất là tốt nha. Những cái chi tiết nhựa dường như là không có chi tiết thừa luôn, mình phải khẳng định một điều đó. Đồng hồ thì một cái đồng hồ rất là quen thuộc của Kawasaki rồi, một cái đồng hồ analog bên này, hiển thị vòng tua, số đầy đủ và một cái màn hình LCD đơn sắc thôi, nhưng mà cũng hiển thị đầy đủ những thông tin mà các bạn quan tâm. Bây giờ thì mình mời các bạn lên xe, chúng ta sẽ trải nghiệm một vòng và mình sẽ chia sẻ những cảm nhận ban đầu về chiếc xe Versys X300 trong những dòng xe Kawasaki rất là mới vừa được phân phối tại Việt Nam. Mời các bạn. Về động cơ, nói chính xác thì động cơ 2 xi lanh 296cc của X300 nó không quá mạnh khi so với các đối thủ. Tuy nhiên thì đối với cái con số là 39 mã lực thì mình nghĩ là nó cũng vừa đủ cho những cái nhu cầu đi phố hoặc là đi những cái cung adventure, nó hơi nhẹ nhàng một tí. Cái đặc biệt của nó là nó được trang bị cái động cơ 2 xi lanh
động cơ xi lanh đôi, thì ví dụ như những anh em nào chơi có lên bô hay là lên gì thì cái tiếng bô nó cũng sẽ hay hơn so với cái động cơ xi lanh đơn trên 390 Advent. Thì cái đó là cái điểm mà anh em có thể cân nhắc. Hai xi lanh thì CB500X nó cũng xài động cơ hai xi lanh. Tuy nhiên thì CB500X thì cái máy động cơ nó lớn hơn, tới 471cc thì nó sẽ nặng hơn rất là nhiều so với cái mức chênh lệch về trọng lượng, tới 197 so với 175kg trên X300. Khi mà mình vận hành ở cái tua máy nó khoảng từ 5.000 vòng đổ lại thì cái xe nó rất là êm. Tuy nhiên thì khi mà mình thử thóc ga lên trên vượt cái ngưỡng đó khoảng 6.000 vòng hơn thì mình thấy cái động cơ này, động cơ trên X300 nó sẽ hơi bị rung luôn một tí, thì cái điều đó là mình phải chuyển số cao hơn. Tuy nhiên thì khi mà đi, ví dụ mình đi phố hay gì đó mình chuyển số cao hơn thì khi gặp chướng ngại vật hay gì đó thì chúng ta phải làm nhiều việc hơn, chúng ta phải phanh lại và chúng ta phải dồn số xuống, thì cái điều đó là cái điều mà mình cảm nhận đầu tiên, đó chính là cái động cơ nó sẽ hơi bị rung khi mà trên 6.000 vòng. Ở phía trước thì X300 nó sẽ xài cái kẹp phanh 4 bit của Nissin, thì mình đánh giá là kẹp phanh trước cho hiệu năng phanh rất là tốt, nhưng mà cái kẹp phanh sau thì nó khá là tệ. Khi mà mình tác động vào phanh thì mình cảm giác như là không có lực và cái bánh xe nó bị tuôn khá là nhiều. Ngoài ra có một cái chi tiết mà mình rất là thích trên X300, đó chính là cái việc được trang bị sẵn cái kính gió zin rất là cao, thì chúng ta sẽ không cần phải nâng cấp thêm cái món đồ chơi nữa. Khi mà so với những cái dòng xe khác như là 390 Advent thì kính chắn gió rất là thấp và bắt buộc chúng ta phải nâng cấp lên. Ngoài ra cái điểm mà quan trọng nhất đó chính là cái trọng lượng của chiếc xe 175kg, khi mà chưa gắn đồ, khi mà gắn đồ vào thì nó khoảng 183kg, thì nó sẽ nhẹ hơn khá là nhiều so với các đối thủ như là CB500X. Khi mà gắn đồ đâu đó nó phải dao động từ 210 tới 220kg. Thì bây giờ mình sẽ tổng kết lại những cái gì và ưu điểm của Vantage X300, đó chính là thứ nhất là điểm đập vào điểm đầu tiên luôn, là điểm quan trọng nhất, đó chính là cái mức giá. Nó là dòng xe Mini Adventure có cái mức giá dễ tiếp cận nhất khi tại thị trường Việt Nam, 145 triệu đồng cho phiên bản City và 163 triệu đồng cho phiên bản Tourer. Và cái thứ hai đó chính là cái chiều cao yên của nó 845mm thì khá là phù hợp cho những người có chiều cao vừa phải, khoảng 1m65 tới 1m7 là có thể đi một cách rất an toàn. Và cái thứ ba đó chính là cái động cơ xi lanh đôi 296cc rất là bền bỉ và rất là lì lợm dành cho một chiếc xe Mini Adventure giống như là X300. Và có thể nói X300 nó là một cái dòng xe phù hợp với những khách hàng kiểu trung niên, những người thích cái sự bền bỉ, sự thực dụng, không có quá đòi hỏi những cái công nghệ hiện đại, cũng giống như là cần một chiếc xe nó cũng phải là nhẹ nhàng vừa phải chứ không quá nặng, giống như là chiếc CB500X. Thì đó là những cái cảm nhận đầu tiên của mình về Vantage X300. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi clip, và nếu các bạn có nhận xét gì về dòng xe này thì có thể để lại comment phía bên dưới ha. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi clip và hẹn gặp lại trong clip lần sau.